Cái hành trình kéo cá thì thời điểm này nó dao động vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều. Thì hẹn nhau là 9 giờ sáng. Nhưng mà 11 giờ mới được lên xe. Còn để mà kéo được cá thì đây, mọi người nhìn đi. Mọi người có tò mò xem ngày hôm nay kéo được bao nhiêu ký cá không? Thì nghe đồn hồ này thì hồ nuôi. Thì nghe đồn là cá dưới đây con mà kìa. Cá mà dao động là 45, 46, 47 ký. Thì tôi cũng mong là năm anh em đang đi hiện tại thì mỗi người một con là được rồi. Mỗi người móc được cái lốt con cá. Đúng. Mỗi người kéo được một con cá tầm 47 với 48 ký là vừa lòng rồi mọi người. Nhưng mà mình nó thích cá 90 ký thôi. Không, mình đi kéo cá mà. Còn rồi mọi người chờ đón xem nha. Bữa nay thì giọng của mình cũng hơi khàn quá. Đó, rồi mọi người đợi coi thử kéo ngày hôm nay coi thử được cái gì không nha. Đây là số cá mà anh em tụi mình mới vừa kéo một cặp đây cái nha. Đây, quá nhiều luôn, có 5 người thôi đây. Đây, mấy anh em đang còn dạo chơi ở dưới. Đây đó, bình bướng bỉnh, lép lụng lặng, anh Ba Báo và Phúc Phước Du. Đây, khung cảnh đó mọi người nhìn đã không? Chanh mấy lá. Bên đây là hồ, này là hồ nuôi tôm nha mọi người. Đủ ăn mình cũng mới lên. Đây, bắt vừa đủ ăn thôi mọi người, không có bắt nhiều. Đây nè. Mà ở trong tay lưới đây còn nhiều cá lắm. Đây, còn đây nữa nè mọi cái nha. Còn cái rô đồ đây nữa nè. Đó, đã không? Đó, lấy cọng dây đó đó. Đây, gỡ gần sau này cả nhà, còn mấy con rô phi bự bự nè, như bàn tay nè. Người nhìn nè. Cái này có đăng lên HTV hả? HTV chứ. À, to khủng khiếp nè cả nhà. Đó, quá hấp dẫn luôn, này sư. Đây coi đang gỡ nữa nè. Đây là quá trình kéo cua đây mọi người ơi, xem thử có cua hay không nha. Đây. Coi thử có cua hay không. Có cua không? Có hay không đây? Mọi người đang rất là trông đợi. Lên. Phụ đi. Đây. Có gì trong đây không ạ? Không. Ô, về có đúng một cái nịt ạ. Đây còn một cái nữa. Có hay không đây? Có hay không đây? Đang rất là hồi hộp và chờ đợi. Vâng. Và không có một con cua nào hết ạ. Vâng. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.